Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm máy bơm áp lực 12V 220W. Đây là dòng sản phẩm bơm áp lực cao dùng trong các cái công việc như vệ sinh điều hòa, máy lạnh. Và ngoài ra thì nó sử dụng để phun thuốc sâu, tưới lan công suất lớn. Hôm nay mình test với 20 chiếc bét 4 hướng. Mình chia cái đầu ra của máy bơm thành hai ngả. Mỗi ngã là 10 bét phun 4 hướng. Đây, ngã thứ nhất. Và đây là ngã thứ hai. Sau đây mình sẽ kết nối điện cho máy bơm. Máy bơm các bạn thấy là nó chạy rất êm. Và máy bơm này là dòng bơm có quạt gió. Vì vậy nó có thể hoạt động 24/24. Mình đang che cái máy bơm lại để tránh cái nước nó vào máy bơm. Đây các bạn này. Phun ra cực kỳ mạnh. Phun mù mịt luôn. Đấy các bạn nhìn thấy này, phun mù mịt. Nếu như các bạn mà sử dụng máy bơm này để làm một cái dàn phun thuốc sâu công suất lớn thì tuyệt vời. Hoặc là tưới lan, những cái vườn lan mà các bạn diện tích lớn, cái sức phun của cái bét này nó tỏa ra rất là mạnh, phun bay mù mịt luôn. Đây là mình test với 20 bét các bạn nhé. Và máy này thì các bạn có thể sử dụng tối đa là 25 bét phun. Mình đã có cái video về 25 bét phun rồi. Đấy. Áp lực nén của máy bơm rất tốt các bạn ạ. Mình quay rõ cho các bạn nhìn thấy cái độ phun của máy bơm này. Nếu mà các bạn mà phun ít bét hơn thì nó sẽ ra còn mạnh hơn nữa. Bởi vì nó sẽ nén mạnh hơn. Đây là mình đang sử dụng 20 bét phun thôi. Đấy các bạn nhìn thấy đấy. Tuyệt vời. Và để mua hàng thì các bạn liên hệ với mình qua hotline 038 68 98 366, website máybơmmini68.com. Và đừng quên đăng ký kênh của shop mình để cập nhật những cái dòng bơm mới nhất và những cái video mới nhất về của những cái loại máy bơm của shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.